Do đó, ngành công nghiệp may mặc và thời trang luôn được phát triển và cải tiến mỗi ngày. Muốn tạo ra một chiếc quần hay chiếc áo cũng phải tốn ít nhất từ 2 đến 3 ngày để hoàn thiện. Đặc biệt là những chiếc áo có thêm họa tiết bèo, nhún cầu kỳ thì đòi hỏi người thợ cần phải làm thủ công và tỉ mỉ hơn. Các mẹo sau đây sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc sử dụng máy may và may các kiểu quần áo rất là đơn giản. Một tấm giấy lót giúp hạn chế độ trơn của miếng vải để máy khâu huy hiệu vào. Một cách may cổ áo hình chữ V rất đơn giản và dễ làm hơn những cách truyền thống mà các thợ may thường làm. Chỉ cần dùng kim cố định góc của hai mảnh vải lại với nhau, thế là yên tâm may mà không sợ bị lệch đường nữa nhé. Sở dĩ các khách hàng nữ thường ưa chuộng kiểu áo chữ V, vì có thể khéo léo khoe được vẻ đẹp của khuôn ngực đầy đặn, mà không bị đánh giá là phản cảm hay lố lăng. Người thợ may thường đính thêm ren vào chân áo hoặc váy để tạo điểm nhấn cho trang phục không còn bị đơn điệu. Nhưng chỉ cần lệch đường may một chút thôi cũng khiến cho trang phục trở nên bị lỗi ngay. Chính vì vậy, chiếc mẹo vặt này ra đời đã giúp họ xử lý được vấn đề đó với một miếng giấy cắt tông mà thôi. Việc may ren trên một tấm vải sao cho thật thẳng thớm cũng đã khó rồi, huống hồ gì may kẹp giữa hai tấm vải khác nhau. Nhưng giờ đây, nó không còn là một vấn đề khó khăn nữa rồi, chỉ cần một miếng giấy nhỏ được gấp làm bốn như trong clip để chặn vải. Luôn đoạn vải ren ở giữa, sau đó đắp miếng vải còn lại lên trên và thong thả may thôi. Tuy nhiên, để đảm bảo độ hoàn hảo cho tấm vải, thì bạn nên điều chỉnh tốc độ may chậm hơn bình thường một chút. Để nếu có xảy ra sự cố thì kịp thời dừng lại và khắc phục nhanh chóng. Và đây chính là thành phẩm của chiếc mẹo vặt này, với đường may hai mặt đều thẳng tăm tắp và không có một chút xíu lỗi nào. Trên các vỏ gối, bạn sẽ bắt gặp các đường viền nhỏ chạy xung quanh vỏ gối. Thường thì đường chạy dọc vỏ gối này sẽ có màu trắng hoặc màu khác so với chiếc vỏ, nhằm làm điểm nhấn và trang trí cho vỏ gối đẹp hơn. Vậy thì làm cách nào người ta có thể may được đường viền nhỏ như vậy vào vỏ gối thì bạn hãy theo dõi cách may này nhé. Cố định chiếc viền nhỏ và khâu dọc theo đường viền đó là hoàn thiện rồi. Chắc hẳn mỗi người sẽ có một kiểu may khác nhau, các mẹo vặt này được đúc kết từ tất cả các kiểu may, để giúp cho quá trình may đồ được thuận lợi và dễ dàng hơn. Vì thế người thợ may có thể tiết kiệm được nhiều thời gian và sáng tạo ra nhiều họa tiết và điểm nhấn mới mẻ hơn cho các trang phục. Mỗi khi mặc quần và kéo khóa, bạn có bao giờ thắc mắc rằng vì sao người thợ may có thể may được chiếc kéo khóa hay thế nhỉ? May hai mảnh vải dính lại với nhau thì dễ rồi, nhưng để may chiếc khóa kéo ở giữa hai tấm vải, rồi lại còn lật ngược lại các kiểu thì không phải là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, đối với người thợ may thì không có gì là không thể làm được. Từ các chi tiết may đơn giản đến khó nhằn họ đều tìm cách và chinh phục nó. Muốn may một chiếc khóa kéo này, phải trải qua rất nhiều công đoạn mới đi đến quá trình hoàn thiện. Thậm chí, họ còn nghĩ ra được nhiều cách làm cho quá trình may khóa kéo quần trở nên đơn giản hơn, điển hình như chiếc mẹo vặt này. Con người chúng ta cũng vậy, phải trải qua một quá trình dài không ngừng học hỏi và trau dồi thêm nhiều kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống. Dám đương đầu với mọi khó khăn, can đảm vượt qua các thử thách. Chính nhờ vậy chúng ta mới có thể trưởng thành được. Bên cạnh đó, còn nghĩ ra nhiều cách hay nhất, tốt nhất để vượt qua nó, hoàn thiện bản thân một cách toàn diện. Việc sử dụng máy may cũng vậy, nhìn nó tưởng chừng như rất vô hại. Nhưng nếu không biết sử dụng thì rất nguy hiểm.